Chào các thầy cô ạ. Thì hiện nay là trong lớp học thì có một số trường hợp là học sinh đã add một số nick lạ vào. Thì để tránh những trường hợp có nick lạ vào lớp để gây khó chịu cho lớp thì chúng ta sẽ tạo thành một nhóm riêng trong lớp là một nhóm học trực tuyến riêng. Thì nhóm này là sử dụng phương pháp là riêng tư. Thì chúng ta tiến hành là quản lý kênh ạ. Xong đó chúng ta tạo một nhóm. Ở đây em có một nhóm trực tuyến rồi thì em sẽ tạo một nhóm khác, ví dụ nhóm trực tuyến rồi này. Trong đó thì quyền riêng tư chúng ta để thành chế độ riêng tư. Khi đó thì cái nhóm này là chỉ có những thành viên ở trong nhóm này để tham gia trong nhóm, gồm có cả học online và các thứ. Thì xong khi đó thì chúng ta tạo thêm một kênh là kênh trực tuyến như vậy. Sau khi tạo kênh trực tuyến thì ta bắt đầu add lại học sinh, giáo viên vào như một nhóm, như một kênh mới. Như thế thì trong khi trong kênh đó thì chúng ta sẽ ví dụ như là em ăn một học sinh vừa này, thì trong cái kênh này thì chỉ có em với cả một học sinh này có thể trao đổi với nhau, hay cả thực hiện cuộc họp hay là dạy học riêng tư với nhau được. Thì tất cả các học sinh khác, kể cả lớp khác hay trong lớp của mình, nếu mà không được tham gia vào nhóm này thì cũng không được liên kết chia sẻ với nhau, và cũng không thể nào mà tham gia cuộc họp khi mình đang tổ chức cuộc họp được. Thế thì chia sẻ với thầy cô như thế.